chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn du học Singapore của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và các bạn thân mến, thì có được trong tay một tấm bằng sau đại học thì bạn sẽ thuận lợi hơn trong công việc, và có được tấm bằng sau đại học ở nước ngoài thì con đường thăng tiến trong công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Và như các bạn cũng biết thì Singapore được biết đến là một trong những quốc gia nói tiếng Anh đầu tư và nhiều nhất trong ngành giáo dục ở châu Á. Điểm mạnh đó đã khiến cho Singapore là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các bạn sinh viên Việt Nam khi có ý định đi du học. Đặc biệt đối với chương trình thạc sĩ thì các bạn chỉ mất từ 1 cho đến 1 năm rưỡi thì sẽ lấy được tấm bằng đại học do các trường của Anh, Úc cấp bằng. Vậy thì chọn trường nào khi đi du học tại Singapore, lấy bằng của Anh Quốc chỉ trong vòng từ 1 đến 1 năm rưỡi, thì trong chương trình hôm nay, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam xin giới thiệu cho các bạn đó là thông tin về học viện ERC. Thì tin vui dành cho các bạn khi đăng ký nhập học tại trường, tại văn phòng đại diện công ty Tân Đại Dương, đó là các bạn sẽ được nhận ngay 100% phí đăng ký nhập học trị giá là 695,5 đô la Singapore, tương đương khoảng là 11 triệu Việt Nam đồng. Bên cạnh đó thì các bạn còn được tặng thêm một ERC tab, và ngoài ra thì trường còn dành tặng học bổng 1.000 đô la Singapore dành cho tất cả các bạn sinh viên, và 1.000 đô la Singapore tiếp theo dành cho những bạn có điểm GPA là trên 7 chấm. Và các bạn sẽ còn được tặng thẻ gym membership trị giá từ 1.200 cho đến 3.600. Thời hạn đăng ký cho chương trình này kết thúc trước ngày 12 tháng 4 năm 2015, nên các bạn hãy nhanh tay đăng ký để được nhận những ưu đãi hấp dẫn này nhé. Thì Học viện ERC Singapore là một trong những trường tư hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng ở khu vực châu Á, với mục tiêu là đào tạo nên những thế hệ nhà lãnh đạo trẻ và xuất sắc. Thì học viện cũng đã luôn đồng hành cùng với những sinh viên trong các quá trình tìm kiếm kho tàng kiến thức, và trường cũng luôn tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, sự nhiệt tình về giáo dục cùng ban vấn uyên bác đến từ nhiều công ty và tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực như là kinh doanh, tài chính, ngân hàng, du lịch, khách sạn. Và sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm các phương pháp học tập mới mang cái tính thực tiễn cao và nhằm xác định được mục tiêu cho mình ngay sau khi mà ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời thì cũng có được những hướng đi đúng đắn cho việc lựa chọn ngành nghề mình yêu thích sau này. Các trường đại học đối tác của trường đó là trường đại học Greenwich, thì là một trong những trường đại học lớn và hiện đại ở Anh Quốc. Trường thì được thu hút hơn 20.000 sinh viên, trong đó có khoảng là 4.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. Trường thì nằm ngay tại thủ đô London. Trường thì luôn đặt ra những yêu cầu cao nhất trong chất lượng giảng dạy và tạo những cơ hội đào tạo những nghiệp vụ nghiên cứu cho giảng viên của trường. Và chính vì vậy mà 252 giảng viên của trường đã đạt được kết quả cao trong các bài thi nghiên cứu mới. Với thành tích cao trong giáo dục thì trường cũng đã vinh dự nhận được hai giải thưởng, đó là giải thưởng nữ hoàng về nghiên cứu cho chương trình sau đại học. Và những giải thưởng này thì cũng đã chứng tỏ được chất lượng đào tạo nổi trội của trường, cũng như là những lợi thế của trường đem lại cho sinh viên. Thứ hai đó là trường đại học Wolverhampton của Anh Quốc. Thì với hơn 150 năm kinh nghiệm trong đào tạo thì trường cũng đã trở thành là nơi đào tạo hàng đầu tại Anh Quốc, với phương châm là cung cấp cho sinh viên sự đổi mới, sáng tạo và trở thành những người xuất sắc. Trường có nhiều khoa đào tạo như là khoa học, giáo dục, luật, nghệ thuật hay là thể thao, kinh tế, vân vân, và hiện tại thì trường có 6 campus tại Anh Quốc. Học viện ERC Singapore thì đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành như là thạc sĩ kinh doanh quốc tế, thạc sĩ logistics hậu cần, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Các bạn sẽ được nhận bằng do trường Greenwich của Anh Quốc cấp bằng với thời gian học là 18 tháng. Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA do trường đại học Wolverhampton của Anh Quốc cấp bằng với thời gian học là 12 tháng. Với chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường thì cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn vững chắc cho sự nghiệp trong cấp quản lý. Học sinh sẽ được ứng dụng những lý thuyết vào trong thực tiễn và các dự án kinh doanh, các bản kinh doanh thực tế, và sinh viên cũng có cơ hội để phát triển những kỹ năng cá nhân của họ và cũng như là những kỹ năng kinh doanh và quản lý. Đặc biệt thì sinh viên tốt nghiệp tại trường sẽ có cơ hội thực tập và làm việc tại một trong 6 tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ khác của trường. Và để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục hồ sơ nhập học, điều kiện đầu vào của trường ra sao và để được nhận những ưu đãi của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, ở địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc các bạn có thể liên hệ tại địa chỉ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội.
Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoài du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Long Giang, vừa nhận được sự chấp thuận của lãnh sự Singapore. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với em Long Giang nhé. Chào Giang. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Chào mọi người, mình tên là Trần Long Giang, năm nay mình 21 tuổi và hiện mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình sở thích của mình là chơi thể thao vào lúc mình rỗi và hay là tò mò về các vấn về đồ điện tử, vi tính. Thực ra lúc đầu mình tính đi là New Zealand và mình tính tự làm cái app plan của mình, nhưng mà sau khi tham khảo trên mạng mình quyết định chọn trung tâm Tân Đại Dương, gửi gắm trung tâm Tân Đại Dương để hoàn thành hồ sơ cho mình. Lý do tại sao em chọn Singapore làm điểm đến để du học? Singapore nó rất gần với lại Việt Nam, và em bạn bè em bảo là Singapore nó có khí hậu rất là giống Việt Nam, rất là giống thành phố Hồ Chí Minh, và có rất nhiều người châu Á nên em nghĩ là em có thể thích nghi nhanh hơn, và có thể thời gian rảnh thì em có thể về Việt Nam để thăm gia đình. Qua bên sinh thì mình sẽ học cái ngành gì bên đó Giang ha? Em qua bên sinh em sẽ học ngành truyền thông marketing. Truyền thông marketing là một ngành có thể gọi là mới ở Việt Nam. Nó sẽ có em tin là nó sẽ phát triển, dù là trong cái thời điểm này kinh tế hơi trì trệ, nhưng mà ngành truyền thông marketing vẫn có chỗ đứng để phát triển và có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương như thế nào? Dạ, được tư vấn rất nhiệt tình và hồ sơ được hoàn, em chỉ cần nộp một số giấy tờ đơn giản là trung tâm sẽ giải quyết hết tất cả hồ sơ cho em. Em được chị Cẩm Ly là hướng dẫn trực tiếp cho em, và bất cứ có một cái thắc mắc nào em gọi cho chị Ly đều được chị giải đáp rất là nhiệt tình. Hồ sơ thì hoàn thành rất là nhanh chóng, trong vòng chỉ khoảng 3 tuần đúng với là em đã được nhận được kết quả để được chấp thuận đi Singapore. Cái dự định trong tương lai của Giang thì sau khi học xong đi Singapore thì như thế nào? Nếu mà có thể thuận lợi thì em tính là sẽ học tiếp thạc sĩ bên Singapore. Còn vấn đề việc làm thì em nghĩ nếu tìm được việc làm ở Singapore rất tốt cho kinh nghiệm của em, nhưng em mai mốt em sẽ trở lại Việt Nam để có mất được. Rồi, chị cảm ơn chia sẻ của Giang nha. Chúc em ở Singapore học tập thật tốt bên đó ha. Và vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe chia sẻ của bạn Giang về cái quá trình làm hồ sơ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục hồ sơ du học Singapore hay là điều kiện đầu vào của các trường như thế nào thì các bạn hãy gọi ngay số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để được các tư vấn Singapore của Tân Đại Dương hỗ trợ cho bạn.